Xin chào quý anh chị, bà con, cô bác. Tâm sẽ giới thiệu lên một sản phẩm mới tinh luôn. Bên salon em vừa về luôn là con Mitsubishi Mitsubishi Tranger nhập khẩu Thái Lan. Năm sản xuất là 2013. Được mua và lăn bánh đăng ký năm 2014. Xe này thì nhập khẩu nha quý anh chị. Xe một chủ mua mới từ đầu luôn. Sổ bảo hành rồi hợp đồng mua từ ngày mua từ trong hãng ra, cái gì là còn nguyên hết. Mitsubishi Mirage nhập khẩu Thái Lan, động cơ là 1.2 bốn máy, số tự động, bản full, có gương chỉnh điện và gương chỉnh điện thắng ABS, gương chỉnh điện thắng ABS và khởi động startup nha quý anh chị nha. Xe thì được sở hữu màu trắng. Tí nữa Tâm sẽ quay cái nội thất cho quý anh chị coi. Cái nội thất phải nói là đẹp len ken luôn. Xe này thì nước sơn lại khá là nhiều nhưng mà nó đẹp lắm nha quý anh chị. Đó, nước sơn thì sơn lại khá nhiều nhưng mà rất là đẹp, không một lỗi luôn ha, không có lỗi luôn, từ đầu tới đuôi luôn đẹp len ken luôn. Đèn mới tinh, xe Odo chạy đúng 60.000 km thôi. Đó, xe này thì gốc là một chủ mua mới từ đầu luôn. Nguồn gốc lịch sử cái xe này là ở gần nhà mình luôn ha. Xe này là chủ xe là ở gần nhà mình luôn nên mình rất là rành cái xe này, chưa có sang tên chuyển vùng hay đổi chủ gì hết. Thì cho quý anh chị coi là những cái lịch sử của chiếc xe luôn, là tí nữa Tâm sẽ cụ thể cho quý anh chị coi ha. Một con xe khá là đẹp, cực kỳ đẹp. Bánh mâm thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương chỉnh điện và khởi động bằng startup, có nghĩa là khởi động bằng nút bấm chứ không phải là khởi động chìa khóa, số tự động. Xe rất là mới, cái máy là rin 100% nha quý anh chị. Xe này thì quý anh chị thực tế cái xe là quý anh chị sẽ cảm thấy hài lòng liền. Xe này thì Tâm chốt cho quý anh chị và các bạn là 225 triệu. Năm sản xuất là 2013, được đăng ký và lăn bánh trên đường là 2014. Nói chung là rất là đẹp. Bây giờ với cái thời buổi hiện tại và tìm được một cái nguồn xe như vậy thì theo Tâm nghĩ là với cái giá cả này thật sự là rất là khó nha quý anh chị nha. Cho quý anh chị coi ha, một hai cái chi tiết thôi là quý anh chị coi cái chất xe nó như thế nào ha. Nè, Tâm cho quý anh chị coi nè, đây là một cái nút khởi động là nút bấm riêng theo xe ha, là nút khởi động, là nút đề máy. Xe này là trong cái hóa đơn ngày đầu tiên của chủ nhân mua là 500 mấy chục triệu nha quý anh chị. 500 mấy chục triệu là bản full ha, nhập khẩu Thái Lan ha, Mitsubishi, hơn 500 triệu đó. Đó, hóa đơn chứng từ là bây giờ là vẫn còn ở nhà Tâm luôn, nguyên luôn. Đây quý anh chị coi ha, máy là 100% là chưa đụng đậy nha, chưa đụng một con ốc luôn. Nhìn cái hoa lăng này là mình biết cái xe nó chạy nhiều hay chạy ít ha. Odo chạy 60.394 cây. Đó, 60.394 cây. Tất cả là tự động hết. Nè, máy lạnh là auto nè. Đó, máy lạnh auto. Màn hình anh chị nhìn nè, để Tâm tắt cái này cho im nè. Nhìn nè, cái cần số nè và cái nội thất của nó nè, rin hết và nó rất là len ken. Nhìn cái hoa lăng ha quý chị coi, nhìn hoa lăng nha. Đó, nhìn cái hoa lăng mà biết rồi ha, nó mới lắm. Và nhìn luôn cả cái nút khởi động này mình cũng biết nữa ha, chưa có một cái dấu trầy luôn. Odo là chạy 60.000, một chủ mua mới từ ở trong hãng ra luôn nha quý anh chị nha. Ốc tán ra nè. Đó, quý chị thấy không? Chưa tháo chưa gỡ hết và cái này là bị dính nhớt ha, dính nhớt này tí nữa Tâm về Tâm chùi ra cho. Đây quý anh chị coi ha, cái túp bi cửa nè. Nó còn cái màu đen mà nó còn đen thui và đã nhám nhồ luôn ha. Đây là một con xe đẹp nha, chứ không phải là dạng vừa nha quý anh chị nha. Đây là một con xe đẹp. 225 triệu là Tâm hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho quý anh chị và các bạn. Đây là một con xe, dòng xe nhập khẩu, chạy nó im và nó khỏe lắm. Nói chung là chạy ưng ý, chạy là cảm giác sướng, cực kỳ nhẹ, im, tốc độ nhẹ im và rất là ít hao xăng, bởi vì động cơ nó chỉ có 1.2 thôi. Nó bằng với lại động cơ của con Hyundai i10 số tự động đó quý anh chị. Xe này thì khoảng chừng 5 lít xăng là tối đa ha. Nhưng mà chạy rất là khỏe và êm nha. Bởi vì một trong những con xe mà được nhập khẩu thì quý anh chị cũng biết rồi ha, chất lượng nó rất là chuẩn. Đó,
Bởi vì vì sao mà có một số người là họ thích xài xe nhập là như vậy ha. Cái mức độ chuẩn của nó rất là cao. Về động cơ, về đồ đạc, về các thứ, về linh kiện luôn ha. Quý vị coi nha, một chủ mua mới từ đầu. Lòng về lòng viết nè, pin hết ha. Và rất là đẹp nha, nước sơn rất là đẹp. Túp lô, túp bi cửa gì còn mới len ken xà beng luôn ha. Alo. Alo. Xoay nước ha. Anh cứ coi đi rồi sửa đi, có gì báo em ha. Rồi rồi rồi, đi xíu nữa em điện lại cho anh, em đang làm clip đó. Ok ok. Rồi quý anh chị coi ha. Đây quý anh chị coi nha. Rất là đẹp. Túi khí an toàn đầy đủ luôn nha. Túi khí an toàn nè. Đó, bên phụ cũng có luôn và bên tài cũng có luôn, túi khí an toàn. Đây là bản đủ mới có ha, thắng ABS, túi khí an toàn. Nhìn cái đồ của nó chất lượng lắm, nó hầm hố lắm. Nè quý chị coi nè, ốc nè, bảy màu luôn. Đó, nách miếng nè, chưa tháo chưa gỡ gì hết ha. Rất là đẹp nha. Số tự động, một chủ mua mới từ đầu, ơ đô 60 mấy ngàn à. Len ken luôn. Xe này tâm chốt cho quý chị và các bạn là 225 triệu là hỗ trợ rút hồ sơ gốc nha. Nhập khẩu Thái Lan, năm sản xuất là 2013, đăng ký và lăn bánh là 2014. Đó. Xe này là được cái đứa em này nó mua từ ở dưới hãng của cái hãng này là lúc nó mua là nó mua ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, không? Rồi có xe chở về tới nhà cho nó luôn. Sổ sách bảo hành rồi hợp đồng mua bán rồi các thứ gì mà được liên quan tới chiếc xe này là người ta bàn giao đủ hết. Nói chung là nguồn gốc thì chiếc xe này Tâm rất là rành và rất là rõ ha. Một chủ mua mới luôn là hóa đơn chứng từ là nó 500 mấy chục triệu đó, lăn bánh luôn á. Nói chung là hơn 500 triệu đó. Tí nữa Tâm sẽ cho anh chị em coi, còn nếu cần thì anh chị em cứ inbox riêng đi, Tâm sẽ gửi cụ thể hình ảnh những cái hóa đơn chứng từ qua cho quý chị và các bạn coi. Đây là một con xe có một cái tầm chất lượng rất là khá. Đó, tầm chất lượng rất là khá, hơn 500 triệu số tự động mà bây giờ Tâm bán chỉ có 225 triệu thôi, hỗ trợ rút hồ sơ gốc. Xe này thì quý chị cũng có thể gõ vô Google là nó sẽ hiển thị giá của thị trường lên, là xe này thấy bà con là người ta bán 240, 250, 260 không á. Đó, ở đây Tâm bán 225 triệu nhưng mà chất xe thì cũng tùy theo. Cái xe này thì cực kỳ chất. Thì quý chị coi ha. Nếu mà hài lòng với cái sản phẩm này thì hãy gọi điện cho Tâm theo số điện thoại mà Tâm dùng á, một số một là 0917215512 nhé. Và địa chỉ là Bình Mỹ, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương. Riêng cái nội thất là rất là đẹp. Nội thất đẹp, thực sự là rất đẹp. Đây quý chị coi ha, nội thất đẹp mà ngoại thất cũng đẹp nữa. 225 triệu là bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho quý anh chị và các bạn. Nếu quý anh chị và các bạn ở gần thì Tâm sẽ hỗ trợ ship xe đến nhà cho quý anh chị và các bạn luôn. Còn nếu quý anh chị và các bạn ở xa thì bên Tâm sẽ bàn về vấn đề ship, ship tận nơi thì mình có thể hỗ trợ nhau một tí đỉnh gì đó để cho nó có tinh thần. Chứ thật ra thì cái xe này thì cực kỳ chất rồi. Thì bây giờ mình mua như vậy, tính ra giá thị trường so với ngày trước thì mình mua như vậy chỉ còn khoảng 40%, đúng rồi, là người ta đã khấu hao, người ta đã lỗ hết 60% rồi. Mình mua về giá thành bây giờ chỉ có còn có 40% mà. Nhưng mà chất lượng xe này thì trên 70% nha quý chị nha. Chất lượng xe thì trên 70%, Odo thì chạy 60 mấy ngàn. Đó, xe rất là đẹp, đẹp thật đẹp luôn. Chưa có mở một con ốc nào hết á. Rin hết, rin từ A tới Z, rin lắm. Và nước sơn cũng đẹp, từ nội thất tới ngoại thất. Đặc biệt là cái máy chạy cực kỳ là hấp dẫn luôn. Cái máy chạy xuống lắm, như ý luôn nha quý anh chị nha. Đây nè, vết bấm điện rồi. Còn rin nguyên hết ha. Còn rin nguyên hết, chưa tháo, chưa đụng hết. Đặc biệt là cái máy đỉnh luôn. Tí nữa Tâm sẽ cho quý anh chị và các bạn coi cái máy nha. Đây là cái bánh xe cua ha. Và thùng bọng nè. Đó, rin hết, thấy không? Mới lắm. Thùng bọng bánh xe cua đâu nè, mới tinh nè, đẹp, mới, chuẩn,
quý chị coi chưa? Đây quý chị coi nè, mấy cái túp bi cửa nè, mới thật sự rất là mới. Keo chỉ thì Tâm có quay rồi đó. Chưa sơn chưa tút gì lại nha, nội thất là riêng nguyên hết ha. Anh nghe đây. Rồi, tí nữa anh ghé anh tí luôn. Để anh điện cho Hùng lên. Đây quý chị coi ha. Ốc vẫn lời 7 màu luôn. Rất là riêng. Riêng thật là riêng ha. Còn chấm sơn luôn, quá riêng luôn. Hồ sơ anh soạn ở trên phòng chứng Vũ Văn Ly mà đó. Chạy lên ngay chỗ cái cổng chào nó có cái trạm đó. Một là đi bộ qua, hai nữa là gửi xe đó thì đi băng qua. Coi hỏi coi nó có cho qua không. Phòng nó kêu xong rồi lên ký. Thì cái chỗ ngay chỗ cổng chào qua ngay chỗ cả ba bốn lá cái tới đó, đối diện phòng chứng luôn đó. Còn nói em là em của anh Tâm là nó cho đi à, cứ nói như vậy á, rồi có qua có lại tụi nó là làm sao đó. Đây anh chị coi ha. Máy ốc nè, riêng hết, keo chỉ nè, đẹp lắm, rất là đẹp. Tường bọng nè, keo ốc, cái máy nè, máy đỉnh luôn, chưa mở một con ốc nào hết. Cái này là để trong nhà họ là làm y như dạng làm lò bánh mì á, bụi á, bụi nó vô nè. Tí nữa Tâm về Tâm rửa ha. Bây giờ Tâm rửa rá sạch sẽ là ok. Cái máy này là chưa đụng một con ốc nào luôn nha quý chị nha. Đó, cái máy chưa đụng một con ốc nào luôn. Quý chị coi nha, cái máy cực kỳ đỉnh luôn. Là Tâm bao cho quý chị là cái máy này 100% là máy riêng nha anh em ơi. Làm đi. Thôi làm đi, anh đang làm clip. Làm đi nha. Tắt máy đây. Quý chị coi nha. Xin lỗi quý chị nha. Đây là cái cục thắng ABS nè. Còn cái máy là 100% là chưa được ai đụng vô một con ốc nào hết nha. Cái này là Tâm bao luôn ha. Nhưng mà ở đây nó mới là chuẩn của cái xe. Thì quý chị coi ha. Quý chị coi nè. Cái máy chưa hề được đụng một con ốc nào hết. Ở đô chạy 6 mấy ngàn. Xe này thì tí nữa Tâm về Tâm sẽ vệ sinh cho nó thật là sạch, rửa ráy chùi lau cho quý chị coi. Mà bảo đảm quý chị luôn là cái máy này 100% là riêng. Quý chị có thể là nhờ thầy thợ hoặc là đi test các kiểu luôn, mặc dù là nó hơi dơ chút vì bụi bặm của bụi bột mì, nhưng mà đều bảo đảm với quý chị là cái máy cực kỳ đỉnh, im ru luôn, không có một tí tiếng gì hết á. Xe đẹp, liền lạc, riêng, im như ý. Thì mình mua con xe này bây giờ nó thiệt luôn, với một con xe mà số tự động mà có một cái thương hiệu mà đời từ 2013-14, không biết mua xe gì luôn. Với tầm tiền này chỉ mua được Morning đồ 2010-2011 rồi thôi đó, chứ cũng không biết mua xe gì hơn nữa hết á. Thì đây là một con xe tự động là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai nữa để Tâm nói cho quý anh chị nghe nha. Điều thứ nhất là con xe số tự động, thứ hai nữa là đây là một cái sản phẩm là nhập khẩu từ Thái Lan, thứ ba nữa cũng là có một cái thương hiệu là Mitsubishi Mirage, không đó, Mitsubishi Mirage. Động cơ đó là 1.2 4 máy và máy rin 100%. Keo chỉ bên ngoài thì còn đủ, nước sơn thì rất là đẹp. Tâm mới vừa đi xì ba về không có bắn tỉa lại và có đánh bóng đánh bát sơ sơ lại, nhưng mà đặc biệt cái nội thất này thì miễn bàn. Riêng cái nội thất này thì quý anh chị coi là quý anh chị sẽ cảm thấy hài lòng luôn á.
cái nồi thắt nó mới, thật là mới luôn. Đây là gương chỉnh điện nè, đây là túi khí an toàn nè, hai bên nè, và bộ hộp số nè. 225 triệu là Tâm hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho quý chị, và có thể hỗ trợ luôn vận chuyển nếu mà với cái hạn mức gần gần khoảng vài chục cây số là Tâm sẽ hỗ trợ vận chuyển luôn cho quý chị và các bạn. Đó, xe này thì chính chủ chưa ký công chứng cho ai bao giờ luôn, vì nguyên do là Tâm mới nhận về, nhưng mà hiện nay là phòng chứng, chắc nay mai gì làm lại là Tâm sẽ ra Tâm ký. Đó, ký về tên mình thì quý anh chị muốn thì ký qua thẳng qua cho tên quý anh chị luôn, là 225 triệu bao ký công chứng, hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển với cái quãng đường là cũng tương đối là vài chục cây số thôi, chứ mà xa quá thì mình có thể hỗ trợ tiền lẫn nhau. Bởi vì có một số anh chị là ở rất là xa, nếu mà vận chuyển có thể 5 triệu 6 triệu 7 triệu 8 triệu thì đó là nó sẽ khó mà giao dịch, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới một cái tiền lợi nhuận của bên người bán. Thì bởi vậy nên Tâm nói là sợ mất lòng, tại sao trong video á là mình nói là mình bao vận chuyển, mà giờ thì kêu bao vận chuyển là phụ tiền, thì cái đó mình cứ bàn về sau đi ha. Cái gì cũng là một cái tình cảm là trên hết, chứ bây giờ cứ đặt điều ra, đặt để ra rồi giá cả là cao thấp rồi nó dễ mất lòng lắm ha. Đây nè anh chị coi ha, cái gầm cái ghiếc nè, từ trong nhà dân ra chưa có được mà vệ sinh lau chùi thổi bóng gì hết á. Nhưng mà thà là như vậy đi ha, thà là như vậy nhưng mà nó lại là chắc chắn, nó không có ảo tưởng ha, nó không có cái gì mà ảo tưởng trong đây hết. Quý chị coi cái gầm cái bệ nè, cái vỏ cái viết đâu ha, vỏ thì cũng không có còn mới lắm đâu, vỏ thì cũng bình thường nhưng mà chạy còn êm lắm, chưa hú, chưa giận, chưa lắc, chưa đảo gì hết á. Và đặc biệt cái gầm rất là đẹp. Thì bây giờ cái tầm tiền mà 2013 đó, thì giờ chỉ mua được cái xe Morning 2013-2014 số sàn á, thì nó cũng đã 190-200-201 rồi. Mà đây là số tự động mà nhập khẩu Thái Lan nữa, mà Tâm để cho quý chị chỉ có 225 triệu thôi, hỗ trợ rút hồ sơ gốc và hỗ trợ vận chuyển nếu mà ở cự ly gần. Thì quý chị cứ cân nhắc cho thật kỹ đi ha. Riêng cái xe này về quý chị chạy có thể 5-7 năm nữa cũng chưa biết hư là gì ha, bởi vì chất lượng nó còn khá là tốt, chất lượng lắm, rất là chất lượng. Và được cái đời nó cũng cao, đăng kiểm thì 18 tháng, đăng kiểm thì còn tới tháng 5 2022. Máy 100% là chưa đụng đậy, nước sơn bên ngoài thì bao đẹp luôn, bao đẹp, bao bóng, bao chuẩn luôn. Quý chị cứ coi thực tế cái nước sơn của nó nè, sơn của nó thì phải nói là có chỗ tuốt lại, có chỗ còn, nhưng mà nó mới lắm, nó bóng lắm, không có một cái gì mà gọi là lợn cợn luôn. Hài lòng, xe này đi đám đi tiệc, đi này đi nọ, đi làm ăn kinh doanh là ok hết nha quý chị nha. Đó, Tâm chốt lại là 225 triệu nha quý chị nha, 225 triệu cho con Mitsubishi Mirage đời 2013, mua và lăn bánh trên đường là 2014, một chủ mua mới từ đầu, Odo 60.000, số tự động, động cơ là 1.2, cực kỳ là ít hao xăng, nhập khẩu Thái Lan, xe mua mới còn hóa đơn chứng từ là hơn 500 triệu, giờ bên Tâm bán là 225 triệu cho quý anh chị và các bạn. Nếu mà yêu thích con xe này thì hãy gọi điện cho Tâm nhé, 0917215512, địa chỉ nhà mình là Bình Mỹ, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương. Tâm xin kết thúc video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ạ.